Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại thì đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng vì thế mà ngày càng tăng cao. Vì vậy, thói quen tiêu dùng cũng thay đổi theo hướng văn minh và hiện đại hơn. Do đó, những sản phẩm thiết yếu như nước giặt, nước lau sàn, nước rửa chén hay mỹ phẩm được nhiều người chú trọng và quan tâm đến thương hiệu cũng như chất lượng của từng sản phẩm. Chị Trang là một chuyên viên tư vấn nên chị thường xuyên gặp gỡ khách hàng và đi công tác xa. Chính vì vậy, chị luôn chú trọng đến việc chăm sóc làn da của mình một cách khỏe mạnh để tự tin hơn khi ra ngoài cũng như gặp đối tác. Thật lòng thì da tôi cực yếu và nhạy cảm, cộng với lại thời tiết nóng ẩm, cùng với những thói quen không tốt như là thức khuya chạy deadline và công việc của tôi là phải đi ra đường nhiều để gặp khách hàng, khiến cho da tôi ngày càng trở nên tệ đi, xuất hiện hầu hết tất cả các loại mụn như là mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen, mụn bọc. May mắn thay thì tôi có quen một người chị, họ đã sử dụng sản phẩm kem trị mụn Soft Skin. Chị đã giới thiệu cho tôi. Sau khoảng thời gian dùng thử, da của tôi sáng lên, khỏe và các lỗ chân lông được thu nhỏ lại, vết thâm dần mờ đi và đặc biệt là các em mụn cũng đã biến mất. Là một người đã về hưu và cũng là nội trợ chính trong gia đình, cô Ngọc luôn băn khoăn việc lựa chọn những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong gia đình như nước giặt, nước lau sàn, nước rửa chén. Tuy nhiên, điều mà cô luôn quan tâm đó là những mặt hàng này phải đảm bảo chất lượng, an toàn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện tại gia đình tôi thì đang xài những sản phẩm của DS Chon và những sản phẩm đó tôi thấy xài rất là tốt. Ví dụ như sản phẩm của DS Chon hiện tại tôi xài 4 sản phẩm như nước giặt, nước xả quần áo, nước lau sàn và nước rửa chén. Những cái sản phẩm trước tôi xài thì là nó bị kích ứng da và cái mùi thơm nó không có giữ. Nhưng mà hiện tại tôi xài thì tôi thấy cái sản phẩm nó giữ cái mùi hương và nó không có bị kích ứng da và cái mùi hương nó giữ rất là lâu. Và cái nước lau sàn á, nó giữ mùi hương và nó không bị nó khô nhanh và nó không bị trơn trượt. Nước rửa chén á thì là nó sạch và nó không có bị nhớt cái tay, nên tôi rất là tin tưởng để tôi xài cái sản phẩm của DS Chon. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Caster City Việt Nam đã tiên phong trong việc cung cấp sản phẩm hàng tiêu dùng vào chuỗi hệ thống siêu thị như DreamMart, HTV Coop và các hệ thống bán lẻ truyền thống nhằm mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sử dụng sản phẩm chất lượng với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Với hai dòng sản phẩm chủ đạo là mỹ phẩm Soft Skin và hóa mỹ phẩm DS Chon hiện đang có mặt trên các hệ thống siêu thị. Soft Skin là dòng mỹ phẩm cao cấp gồm các loại kem nám, kem mụn, kem body, serum, sữa rửa mặt, xịt khoáng, tất cả với tinh chất từ thiên nhiên, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nhập khẩu từ châu Âu và các nước tiên tiến nhất. Dòng sản phẩm này không chỉ giúp dưỡng ẩm mà còn làm trắng da hiệu quả, làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, mang lại một làn da trắng hồng cho chị em phụ nữ. Với dòng sản phẩm DS Chon như nước giặt, nước xả vải, nước hoa đa năng, nước lau sàn, nước rửa chén, nước rửa tay, tất cả sản phẩm đều đáp ứng đủ các điều kiện về chất lượng cũng như giấy tờ để được xuất khẩu. Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn an tâm khi sử dụng. Trong thời điểm lẫn lộn giữa hàng thật, hàng giả ở trên thị trường, thì đặc biệt là những hàng mà không đảm bảo chất lượng, nó luôn tràn ngập trên thị trường, thì công ty Caster City Việt Nam luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu về thủ tục pháp lý cũng như đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm với hy vọng có thể cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Với sự đầu tư bài bản về công nghệ, tỉ mỉ trong việc lựa chọn nguyên liệu, đón đầu xu hướng chăm sóc cuộc sống từ thiên nhiên, tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt của Bộ Y tế cùng định hướng phát triển bền vững, công ty trách nhiệm hữu hạn Caster City Việt Nam luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ ngày càng hoàn hảo với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Đó cũng là triết lý để đem thương hiệu Caster City Việt Nam được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.